Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa cũng rất là nổi tiếng của nhà Kilian Imperial Tea. Chai nước hoa này mỗi khi mà mình dùng á, mình sử dụng á, mình cảm giác cực kỳ là thư thái luôn. À, đây là hộp full box của em nó. Mình sẽ tháo zin luôn, bóc 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 tem em nó luôn. Cũng như mình có nói với các bạn nhiều lần thì mình không có chủ trương là giữ sale giữ gì hết, cả khi là đã vừa sử dụng rồi thì nó không có giữ gì hết á. Mình mua và để xài để sử dụng, mà mình đâu có cần sale sale. Có nhiều bạn mua rồi, mấy bạn mua gốc hay mua gì đó là chai là sử dụng rồi, người ta lại vẫn còn muốn phải dán sale cho người ta nữa. Mình cũng không hiểu được cái chuyện đấy. Mà thôi, mình không ý kiến nữa, cái chuyện đó là chuyện của các bạn. Ok, mình sẽ tháo ra luôn. Hơi mờ ha, để lấy nét lại. Ok. Nhiều người nói là cái nhà Kilian này nó đắt ở cái hộp. Mình thì mình thấy cũng tùy chai, nhưng mà đúng là cái hộp nó đắt thiệt. Nhưng mà nếu mà đúng cái chai mà mình thích á, thì cái chuyện đó nó cũng không không có quan trọng lắm. Đây, các bạn có thể nhìn rõ cái hộp của nó nè. Đó. Khi mình tháo sao rồi nó cầm nó rất là đã tay, nó rất là nhém nhém nè. Ok, sẽ mở ra. Ồ, nó hơi bị cứng, lấy dùng này mới được. Một số trục trặc kỹ thuật. Ok, bây giờ mình sẽ mở em nó ra. Các bạn thấy không, rất là bóng loáng luôn nè, rất là sang trọng. Hãy công nhận đắt được cái hộp thiệt. Juice thì một số chai mình thấy đáng giá, còn một số chai mình thấy không có đến cái giá như vậy. Yeah. Đấy, mà nhìn kỹ nè. Đấy, ở đây có một cái chìa khóa hòm, gọi là hòm. Khóa này khóa thiệt nha, có thể khóa được đó. Khóa, bạn mất chìa khóa cũng mệt mỏi đó. Ồ, nó dính luôn nè. Dính vào cái sách sử dụng luôn. Purple S&E. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Imperial Tea. À. Một cái màu đen rất là sang trọng. Ok.